Đấy. Thế thì xu hướng hiện nay thì chúng tôi thấy là cả thế giới và cho Việt Nam mình nữa, trong Việt Nam mình thì xu hướng hiện nay điều trị ta chọn những cái gì để nó an toàn cho trẻ mà vẫn có hiệu quả, thì xu hướng hiện nay là dùng cái thảo dược, chế phẩm từ thảo dược để điều trị cái bệnh tràm sữa cho trẻ. Điển hình để chữa cái bệnh tràm sữa mà bằng thảo dược này thì người ta thấy có cái hoạt chất berberin. Berberin thì được chiết xuất từ cây vàng đắng, cây hoàng đắng và cây hoàng liên. Trước đây thì người ta thấy hay sử dụng trong các cái bệnh khác, ví dụ như bệnh đường ruột, bệnh huyết áp, cao huyết áp, rồi thì bệnh tiểu đường, rồi chống béo phì. Và những năm gần đây thì người ta đã sử dụng cái berberin này vào điều trị cái bệnh tràm sữa. Hoạt chất berberin này nó có cái tác dụng là nó như là một kháng sinh tự nhiên. Nó có tác dụng kìm khuẩn, kháng khuẩn và không cho vi khuẩn phát triển, không cho vi khuẩn xâm nhập vào da của trẻ em. Mà nếu mà khi mà có vi khuẩn xâm nhập vào da trẻ em, nhất là cái giai đoạn mà tràm sữa nó đang bùng phát, tức là nó đang rỉ dịch nước, thì đấy là một cái yếu tố cơ hội để vi khuẩn xâm nhập vào, gây ra rất nhiều những biến chứng sau bệnh tràm. Sẽ biến cái bệnh tràm từ tràm sữa từ một cái bệnh vô khuẩn thành một cái bệnh nhiễm khuẩn. Vì vậy cái berberin thì nó có tác dụng là kháng khuẩn, kìm khuẩn và ngăn chặn vi khuẩn không xâm nhập vào da trẻ em, nên nó rất tốt trong cái bệnh tràm sữa này. Ngoài ra thì berberin nó còn có tác dụng nữa là nó tác dụng chống viêm và nó làm se nhanh các cái vết tổn thương. Các cái tổn thương se nhanh các cái chợt loét, rồi thì các cái mụn nước nhanh chóng đóng vảy thiết, tái tạo lại da rất là nhanh. Và một đặc điểm nữa là cái berberin nó có cái tác dụng tức là nó giảm ngứa. Thì một trong những cái triệu chứng mà gây cho khó chịu cho trẻ là rất là ngứa ngáy khó chịu, thì berberin nó đáp ứng đầy đủ các cái tiêu chí để mà điều trị trong cái bệnh tràm sữa. Sản phẩm bột tắm trẻ em Nhân Hưng thì gồm các cái thành phần, thứ nhất là tinh chất hoàng liên, thứ hai là berberin, thứ ba là chlorophyll và thứ tư là tinh dầu mùi và cuối cùng là natri bicarbonate. Đây là cái sản phẩm đầu tiên là trong những năm gần đây thì người ta đã áp dụng để điều trị và để ngăn ngừa những cái lần tái phát trong bệnh tràm sữa của trẻ. Cái thành phần chính của bột tắm trẻ em Nhân Hưng nó là có berberin. Thì chính cái berberin là nó đáp ứng đầy đủ các cái tiêu chí để điều trị bệnh tràm sữa trẻ em. Như là thứ nhất là nó tác dụng ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập vào da của trẻ em, có tác dụng kháng khuẩn, kìm khuẩn, không cho vi khuẩn nhân lên. Và cũng làm như là một cái, khi mình tắm với cái bột tắm trẻ em Nhân Hưng này thì nó như là một cái màng để bảo vệ cho da của trẻ em không bị xâm nhập bởi vi khuẩn. Thứ hai là cái bột tắm Nhân Hưng này vì chứa cái thành phần berberin thì nó có tác dụng tiếp theo, đó là tác dụng chống viêm. Có tác dụng chống viêm và tác dụng giảm ngứa. Nó làm cho các cái tổn thương tràm sữa ở trẻ em, từ những cái mụn nước, từ những cái vết chợt loét, nó làm cho se nhanh, khô nhanh và nó tái tạo lại da. Nó nhanh chóng liền da và nó nhanh chóng rút ngắn lại cái thời gian điều trị. Vì vậy nên là cái bột tắm trẻ em Nhân Hưng này nó có tác dụng trong để điều trị, ngăn ngừa cái bệnh tràm sữa trẻ em rất là hữu hiệu.